B4500 thương hiệu BDS này. Dòng này thì nó rất là hiện đại, nó tích hợp là 3 trong 1, có nghĩa là đẩy vang mic nằm trong đây, hai cái dầu này anh em có thể. Và cái dòng Ami này YouTube cũng review rất là nhiều, là anh em có thể gõ BDS B4500 YouTube sẽ ra rất nhiều cái định này ở trên YouTube. Thì tiếp theo này thì nó còn có một cái điều khiển và hai cái mic không dây nữa, nên là rất là tiện lợi, hiện đại, các cổng ừ, chơi kết nối Bluetooth, kết nối USB, có phần mềm để chỉnh máy tính, có cổng HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, cổng optical, cổng quang cho TV, rất là hiện đại, màn hình cảm ứng. Đấy, anh em nhìn thấy màn hình cảm ứng này, và có cả điều khiển từ xa luôn. Dùng cái phối ghép kết hợp với một đôi loa K-Line S25B với cấu hình bass 25, full 75 và từ 190, dòng này rất là nặng, nhỏ nhưng mà rất là nặng và rất là lực của gấu cũng rất là sâu. Được sơn sần cát rất đẹp. Chúng ta đang có giá là 10.500.000 đồng. Tuy nhiên là chúng tôi đang cho giá cho anh em là giá 10.000 đồng một cặp này. Hàng thực chất xịn sò cho anh em chơi với cái Luna này và với cái hệ thống này thì anh em sẽ chơi cho không gian được khoảng 3-40m2 phòng đổ lại. Và kết hợp, chúng tôi đang kết hợp với phối ghép một con sụp điện Bass 30 AT12, có thể anh em nhìn trong này. Đó, sụp điện AT BDS AT Bass 12, sụp điện Bass 30 nhé. Thì con đấy là thương hiệu con này. Cái cấu hình này dùng thức phối ghép với loa K-Line, còn cái cấu hình này anh em ghép đồng bộ thì vẫn phối ghép được với B52 bình thường anh em nhé, BDS B52. Cái quan trọng là do mình setup thôi, thực ra phối ghép với loa nào cũng được, cái quan trọng là do mình setup. Nếu anh em ở gần thì có thể qua trực tiếp xem, anh em ở xa và chốt hàng thì dùng thức sẽ setup cho anh em rất là nhiều chương trình. Trong đây karaoke nó có 41 và trong đây phần nghe nhạc thì nó cũng có rất là nhiều luôn, cũng có 44 cái chương trình, tổng là 8 chương trình cho anh em vừa hát 4 và nghe nhạc 4. Rất là nhiều cổng ăn chơi và rất nhiều chương trình cho anh em chơi, sang trọng gọn nhẹ, hiện đại, không rườm rà, đúng không ạ? Không rườm rà, không cần nhiều thiết bị, không cần phải lớn tiếng hay là nọc xì một kia. Một con này nó đảm nhiệm hết cái ANZ, công suất 500W trên một kênh. Thoải mái cho anh em chơi gia đình rồi. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với số tôi 0974 602 663. Với cái cấu hình như thế này thì nó loanh quanh đâu đấy là nó rơi vào khoảng là gần 30 triệu anh em nhé. Gần 30 triệu, cái cục này là 12 triệu 600 này. Cái loa này dự tính sẽ giá là 10 triệu, là tổng là 22 triệu 600 này, 22 triệu 600, còn 400 nghìn nữa, tổng dây loa, dây jack, các thứ linh tinh đang là tổng là 23 triệu, 23 triệu với cục kia là 5 triệu 6 nữa, nên rơi vào tổng khoảng 28 triệu 600, 28 triệu 500. Đấy, anh em có một bộ hàng mới, cực chất, rất là hay, cực chất lớn và hiện đại, tiện lợi nữa, ngồi từ xa nên cần điều khiển to nhỏ, rất là tiện, và nên cảm ơn. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip, xin chào và hẹn lại anh em với clip sau.